Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh của Điện tử Đám Hoa. Và hôm nay là buổi trưa ngày thứ hai và là ngày 12 tháng 11 năm 2018. Và bên trung tâm Điện tử Đám Hoa lại tiếp đón một anh ở trên Hà Nội. Vâng, anh Lâm ở trên Hà Nội. Qua một quãng đường rất xa, anh tới trung tâm Điện tử Đám Hoa, anh sắm cho mình một cặp loa ôm RVK12. Vâng, đây là một cặp loa bãi xịn zin 100%. Và anh đang đếm tiền. Và anh đến cửa hàng và tận cửa hàng thẩm âm một cặp loa. Và với cặp loa này thì anh Lâm ngưỡng ý chưa? Vâng, với một cặp loa ôm bass 50 một kèn rất ưng ý. RVK12. Vâng, đây là cặp loa của anh Lâm ở trên Hà Nội. Vâng, anh đi một quãng đường cũng không phải là gần 100 cây số đến với Điện tử Đám Hoa để thẩm âm một cặp loa ôm. Vâng, hàng bãi xịn. Vâng, nó được sử dụng một chiếc bass 30 một chép kèn. Và với một cặp loa của anh Lâm này thì trung tâm Điện tử Đám Hoa bao zin cho anh. Vâng, 100%. Và đây là một hàng, là một cặp loa bãi xịn. Và đây là một cặp loa ôm rất quý giá, chất âm rất là hay. Trong tiếng bass rất sâu. Vâng, tiếng bass sâu chắc, uy lực. Đặc biệt là tiếng karaoke thì cho tiếng bass rất mềm. Vâng. Anh em mình đánh giá. Love.